Một phiên bản khoai tây chiên kiểu mới, siêu dễ làm luôn, đảm bảo là mấy bé trẻ con cũng sẽ thích đó nha. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị hai củ khoai tây to tầm 350 g, luộc 15 phút cho nhừ dầm nhuyễn. Đấy, cứ dùng cái ba chia cào cào về một lúc là được. Cái đó sẽ cho 75 g bột ngô, 60 g thịt nguội sắt hạt liệu nêm nếm vào nửa thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê bột ớt, một quả trứng gà, 45 ml dầu ăn và cuối cùng là hành mùi. Rất là khác bọt so với khoai tây chiên thông thường đúng không? Cái mình trộn đều, trộn đều, trộn đều tới khi mà nó thành một cái hỗn hợp hoàn chỉnh thì sẽ bỏ ra một cái túi bắt kem. Đun nóng dầu cho sôi và phủ từng chút vào chảo. Cứ dài tầm 3 tới 5 phân là mình cắt, đảo qua đảo lại tới khi khoai chuyển qua màu vàng nâu óng ngả thì vớt ra để vào giấy thấm dầu. Ta-da! Vậy là đã xong một món ăn vặt chơi chơi vui vui mồm vào buổi chiều rồi đó. Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong thơm thơm chấm cùng với tương cả tương ớt nữa là hết ý. Nham 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 nham, làm thử thôi các bác ơi.